Chào mừng quý vị khán giả đã theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến sức khỏe trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, những ngày gần đây khi thời tiết chuyển mùa, rất nhiều trẻ có dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi. Tưởng chừng đây chỉ là những triệu chứng bệnh không nghiêm trọng, nhưng ít ai ngờ đây lại là những dấu hiệu của trẻ bị nhiễm một loại virus nguy hiểm. Đó là loại virus nào, mức độ nguy hiểm ra sao? Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Những ngày gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo số ca mắc virus hợp bào hô hấp RSV tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền. Hiện nay, mỗi ngày Trung tâm Hô hấp tiếp nhận từ 15 đến 20 bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp nặng. Trong đó, các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp chiếm khoảng 20-30%. Bệnh hay gặp ở nhóm tuổi dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xuyên xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu, đông hoặc xuân, hè, từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Tại phòng cấp cứu Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, chị N.A. ở Lào Cai đang chăm sóc cho con trai 2 tháng tuổi. Chị A cho biết, trước khi nhập viện 3 ngày, bé xuất hiện ho, ngạt mũi. Gia đình có cho trẻ đi khám và uống thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Khi thấy bé có biểu hiện thở nhanh, khó thở, trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, chẩn đoán và tìm căn nguyên gây bệnh. Kết quả cho thấy bé bị viêm phổi do nhiễm virus hợp bào hô hấp. Hiện sau 5 ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm. Trường hợp khác là bệnh nhi Quiver, 2 tuổi rưỡi, ở Vĩnh Phúc. Mẹ bé cho biết trước khi nhập viện, bé có biểu hiện ho khò khè nhưng không sốt. Gia đình đã đưa trẻ đi khám và điều trị tại bệnh viện địa phương. Sau khi ra viện được 5 ngày, trẻ bị tái lại nặng hơn, bỏ ăn, thở gắng sức, rút lõm lồng ngực. Gia đình lập tức đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm phổi nặng, có nhiễm virus hợp bào hô hấp. Trong thời tiết chuyển mùa, rất nhiều trẻ nhỏ đã phải nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Vậy virus này là gì? Tại sao lại ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ như vậy? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu. Virus hợp bào hô hấp RSV, Respiratory Syncytial Virus, là một trong những nguyên nhân hàng đầu tấn công và gây các bệnh viêm đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi v.v. ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 6 tháng tuổi. Triệu chứng của bệnh nhẹ giống như cảm lạnh. Tuy nhiên, bệnh có thể biến chứng thành nhiễm trùng phổi, đặc biệt nguy cơ cao ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người đang mắc các bệnh hô hấp mãn tính, hen phế quản, bệnh nền mãn tính, v.v. Bệnh nhân nhiễm RSV biến chứng nặng có nguy cơ tử vong với tỷ lệ 2,8-22% trên toàn thế giới. Theo thống kê của Tổ chức các bệnh phổi thế giới, mỗi năm, virus RSV đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 66.000 trẻ em và có khoảng 3 triệu người nhập viện vì nhiễm virus này. Virus RSV khi vào cơ thể qua đường mũi sẽ gây viêm niêm mạc mũi, tiết dịch mũi đặc dính, làm bít tắc đường thở dẫn đến suy hô hấp. Virus đi qua tiểu phế quản và các phế nang làm tổn thương phế nang, ứ khí, thậm chí dẫn đến hoại tử tế bào đường hô hấp. Virus RSV có 2 tuyếp, tuyếp 1 gây sốt cao, tiên lượng nặng, tuyếp 2 sốt nhẹ, thậm chí không sốt. Về nguyên nhân dẫn đến việc nhiễm virus hợp bào hô hấp, virus này đi vào cơ thể qua mắt, mũi hay miệng. Nó lây lan một cách dễ dàng qua các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho, hắt hơi. Virus cũng được hít hay truyền qua cho người khác tiếp xúc qua trực tiếp như bắt tay. Virus RSV có thể sống nhiều giờ trên các vật dụng như bàn, đồ chơi, v.v. Trẻ sẽ có khả năng nhiễm nếu vô tình chạm vào những đồ vật có chứa virus và đưa lên miệng. Vài ngày đầu sau khi bị nhiễm virus là thời gian lây nhiễm cao nhất, nhưng với virus hợp bào hô hấp, thời gian lây lan kéo đến vài tuần sau khi bắt đầu bị nhiễm. Các chuyên gia cũng cảnh báo RSV có khả năng lây lan nhanh nếu các gia đình chủ quan không cho con đi khám, không biết con đang nhiễm bệnh, sẽ dễ khiến cho virus này phát tán rộng ra cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hạnh, giám đốc Trung tâm Hô hấp cho biết, virus là một trong những tác nhân quan trọng gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em. Đứng đầu là virus hợp bào hô hấp RSV. Ngoài ra, còn có các loại virus khác như rhinovirus, HMBV, adenovirus, cúm v.v.
các yếu tố nguy cơ mắc bệnh và khiến bệnh trở nặng. Trẻ đẻ non, cân nặng khi sinh thấp, trẻ dưới 3 tháng tuổi, trẻ có bệnh tim bẩm sinh có tăng áp lực động mạch phổi. Bệnh phổi mãn tính, loạn sản phế quản phổi, suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Suy dinh dưỡng nặng, trẻ bị bệnh lý thần kinh cơ. Đường lây truyền qua giọt bắn và dịch tiết của đường hô hấp bị nhiễm virus như ho, hắt hơi, chảy mũi hoặc tiếp xúc trực tiếp như tiếp xúc dịch tiết hô hấp trên các bề mặt. Hắt hơi, sổ mũi chỉ là một vài dấu hiệu nhiễm virus RSV. Ngoài ra các phụ huynh cũng nên chú ý hơn về các triệu chứng hay gặp khi trẻ nhiễm virus, các mức độ nguy hiểm của virus này để có thể có những biện pháp để phòng và chữa trị hiệu quả. Các triệu chứng của virus hợp bào hô hấp RSV bao gồm ho nhiều với đờm vàng, xanh hoặc xám, nghẹt hoặc sổ mũi, đau họng nhẹ, đau tai, sốt nhẹ hoặc sốt cao, có thể khó thở. Đặc biệt, triệu chứng dễ nhận biết nhất của RSV là họng có nhiều đờm, quánh dịch, khiến đường hô hấp bít tắc khó thở. Bệnh diễn tiến nặng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi nhiễm RSV khiến trẻ ho càng lúc càng nhiều, nhất là ở những trẻ có bệnh nền nặng như tim bẩm sinh, loạn sản phổi, đẻ non, não bẩm sinh, suy dinh dưỡng, v.v. Có yếu tố nguy cơ làm bệnh nặng nằm viện lâu. Nhiễm RSV đôi khi dẫn đến viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc cả hai. Các triệu chứng của biến chứng này bao gồm khó thở, thở nhanh hơn bình thường, thở khò khè, ho ngày càng nặng, trẻ có thể bị nghẹt thở hoặc nôn do ho dữ dội. Thờ ơ, mệt mỏi, giảm hứng thú với mọi thứ xung quanh hoặc chán ăn. Tùy thuộc theo lứa tuổi, thể trạng, số lần mắc bệnh mà trẻ có biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Nhóm trẻ dưới 1 tuổi thường mắc những biến chứng nặng hơn. Hầu hết viêm phổi do RSV có thể khỏi hoàn toàn sau 1 đến 2 tuần. Ho có thể kéo dài hơn. Ở người lớn và trẻ khỏe mạnh, virus này thường chỉ gây ra cảm lạnh nhẹ và tự khỏi sau đó. Thông thường các ca nhiễm RSV có thể không nghiêm trọng, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ có hệ miễn dịch non yếu thì bệnh gây ra biến chứng khôn lường. Viêm phổi và viêm tiểu phế quản, khi RSV di chuyển từ đường hô hấp trên xuống đường hô hấp dưới, có thể gây ra viêm phổi hoặc đường thở của phổi. Viêm tiểu phế quản hay gặp nhất ở trẻ. Chính vì vậy, trẻ cần nhập viện điều trị hỗ trợ thở, truyền dịch và chăm sóc suy hô hấp. Viêm tai giữa, khi virus xâm nhập vào không gian phía sau màng nhĩ có thể gây nhiễm trùng tai giữa, viêm tai giữa. Biến chứng này thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh hen suyễn, nhiều nghiên cứu đã chứng minh trẻ nhỏ nếu bị nhiễm virus hợp bào hô hấp nghiêm trọng sẽ có nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn khi trưởng thành. Một số biến chứng nghiêm trọng khác về đường hô hấp như suy hô hấp, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, ứ khí phổi, v.v. Virus RSV rất dễ gây suy hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Nhiều bệnh nhi nhiễm virus này kèm bệnh có bệnh cảm nặng phải thở oxy. Có khoảng 20% trẻ sơ sinh bị viêm tai giữa và khoảng 30% trẻ bị hen suyễn sau khi bị viêm tiểu phế quản. Hầu hết các trường hợp nhiễm RSV sẽ tự khỏi sau 1 đến 2 tuần. Bố mẹ có thể kiểm soát cơn sốt và cơn đau bằng thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau. Chẳng hạn như acetaminophen, paracetamol hoặc ibuprofen. Tuy nhiên, tất cả các loại thuốc này cần được bác sĩ chỉ định chứ không nên tự ý dùng. Đặc trưng của RSV là làm keo dính đường hô hấp của người bệnh. Vì thế, phương pháp điều trị hiệu quả nhất là rửa mũi, lọc đờm thường xuyên cho người bệnh để làm loãng dịch, từ đó ngăn ngừa tình trạng bít tắc đường hô hấp. Một điều rất quan trọng đối với những người nhiễm RSV đó là uống đủ nước nhằm đảm bảo đủ dịch để lọc đờm. Nếu người bệnh không thể nạp đủ lượng nước cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Đồng thời, kê toa kháng sinh cũng có công hiệu tốt trong việc kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng bệnh. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể phải thở oxy hoặc đặt nội khí quản để thở máy. Bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng bệnh, người dân cần thực hiện tốt các việc sau. Ngay từ khi mang thai, cần chăm sóc bà mẹ để đảm bảo trẻ sinh ra đủ tháng, đủ cân và khỏe mạnh. Cho trẻ bú sớm ngay sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 tuổi. Cho ăn dặm đúng phương pháp đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, môi trường sống trong lành, không có khói, bụi, khói thuốc lá. Vệ sinh mũi họng thường xuyên, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, với trẻ nhỏ, trẻ lớn hơn cho súc miệng nước muối sinh lý. Vệ sinh thân thể, rửa tay thường xuyên, mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường. Hạn chế cho trẻ ra ngoài vào sáng sớm hoặc đêm lạnh,
nếu bắt buộc ra ngoài phải đeo khẩu trang giữ ấm cho trẻ. Hạn chế tiếp xúc nơi đông người, đối với trẻ lớn thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tiêm vaccine phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ có một trong các dấu hiệu nặng như bỏ bú, ăn kém, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím tái, sốt cao, co giật, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Quý vị khán giả thân mến, trong tiết trời sang mùa này, quý vị nên chú ý sức khỏe cho con em mình, đừng vì các triệu chứng nhỏ như hắt hơi, sổ mũi mà coi thường để dẫn đến những biến chứng nặng. Tuy nhiên, khi trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV này, quý vị cũng đừng quá lo lắng, hãy tìm hiểu thông tin về bệnh hoặc nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.